Đây có lẽ sẽ là căn nhà ghi nhiều dấu ấn rực rỡ và đáng nhớ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình. Là nơi đón tiếp bạn bè, đối tác và là nơi để mình biết thế nào là công việc, thế nào là để phấn đấu cố gắng mỗi ngày một tốt hơn. Venus xin lịch tạm thời khép lại hành trình này và sẽ mở ra những chiều đại mới trong thì tương lai gần. Vũ Khắc Tiệp bất ngờ dọn khỏi biệt thự 1.800m2 sau 3 năm sinh sống, sau sự cố người mẫu Ngọc Trinh bị bắt. Ngày 26 tháng 10 trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ chia sẻ về căn biệt thự 1.800m2 và đính kèm dòng trạng thái chào tạm biệt. Theo đó, Vũ Khắc Tiệp kể lại những kỷ niệm gắn bó với ngôi nhà view sông này như cách xây dựng, lên ý tưởng, khó khăn lúc mới vào ở cũng như những dự án, chương trình diễn ra tại đây. Đây có lẽ sẽ là căn nhà ghi nhiều dấu ấn rực rỡ và đáng nhớ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình. Cuộc sống mỗi ngày một phát triển, các doanh nghiệp thay đổi định hướng kinh doanh liên tục và Venus Secret tạm thời khép lại hành trình này, gửi lời cảm ơn và xin chào tạm biệt về một hành trình tuyệt vời mà thật sự tự hào về những điều mà bản thân đã làm được trong 3 năm qua tại ngôi nhà biệt thự xinh đẹp này, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ. Bài đăng của Vũ Khắc Tiệp thu hút sự bàn tán rôm rã của cư dân mạng. Gây chú ý chính là loạt nghi vấn ông bầu bất ngờ dọn khỏi căn biệt thự là vì hết hợp đồng thuê nhà. Một số bình luận trái chiều của cư dân mạng: hết tiền thuê nhà, dù gì thì anh cũng rất giỏi. Gồng tiền thuê nhà hết nổi nên phải trả. Phải trả nhà thôi. Hãy suy nghĩ tích cực đi các bạn ơi. Người trong cuộc mới biết họ đã làm gì. Thuê được cũng là giỏi rồi. Căn biệt thự được đặt tên là Venus Secret, được Vũ Khắc Tiệp sử dụng làm địa điểm quay vlog, tổ chức các sự kiện và show thời trang. Những ngóc ngách trong căn nhà cũng được Vũ Khắc Tiệp trưng dụng để flex trên mạng xã hội. Song song đó, Vũ Khắc Tiệp gặp không ít ồn ào với căn biệt thự này. Thời gian gần đây, người mẫu Ngọc Trinh là cái tên nhận được sự quan tâm từ dư luận khi vướng vòng lao lý. Bên cạnh thông tin về mỹ nhân gốc Trà Vinh, động thái của người thân cận cũng được quan tâm không kém. Cụ thể, anh khoe clip trình diễn thời trang, nhưng thay vì khán giả quan tâm diện mạo, thì phần lớn bình luận đã nhắc đến sự việc của Ngọc Trinh. Thậm chí có tài khoản hỏi, anh có vào thăm Ngọc Trinh không? Trinh đang chờ Tiệp đi cùng. Trước sự quan tâm của dư luận, Vũ Khắc Tiệp vẫn giữ thái độ im lặng. Động thái này của ông bầu Ngọc Trinh được nhận xét khôn khéo để tránh gây thêm ồn ào cho người bạn thân. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.